Chào các em, đây là anh Tài đây. Trong cái video này đó, anh muốn mà chia sẻ với các em á là cái suy nghĩ của anh đó để cho tụi em học hỏi đó không? Là mình nên đầu liền thời điểm liền bây giờ nè, mình nên là đầu tư vô trong cái tiền mã hóa hay là mình đầu tư vô đất, ok, bất động sản. Ok, xong rồi anh sẽ dùng á ba đứa học sinh của anh đó. Anh có một đứa học sinh ở Bình Dương, một đứa học sinh ở Vũng Tàu, một đứa học sinh ở đâu? Ở cái chỗ này anh mới nghe là Quảng Ngãi hay là gì đó. Quảng Ngãi hay là Quảng Nam gì đó, nó gần Đà Nẵng á. Ok. Thì á ba đứa học sinh này đó nó có cái danh mục khác nhau. Xong rồi ba đứa đó nó cái tài chính của nó cũng khác nhau. Và xong anh muốn chia sẻ với các em á cái cách mà anh suy nghĩ cho mỗi cái hoàn cảnh của mỗi đứa. Ok. Thì đó là một đứa đó thì á cái đứa Bình Dương với đứa mà Vũng Tàu á thì cái đó là hai đứa mà triệu phú mà đầu tiên mà tụi anh sản xuất ở Việt Nam. Còn cái đứa ở mà Quảng Ngãi á, thì nó chưa làm triệu phú. Ok. Thì anh chia sẻ mỗi cái hoàn cảnh này đó giữa cái cách mà bất động sản với là cái cách mà đầu tư trong tiền mã hóa đó. Và xong rồi anh muốn các em rút ra cái bài học đó không? Là anh mà hướng dẫn mấy đứa này làm sao để cho tụi em mà học luôn cái bài học. Ok. Thì mình bắt đầu cái đứa mà ở Bình Dương trước đi. Thì cái đứa học sinh của anh ở Bình Dương á thì trong tương lai đó nó muốn là bây giờ nó làm triệu phú rồi đó không? Trong tương lai đó thì nó muốn qua bên Mỹ đó để nó đem con nó qua Mỹ đó, để nó học bên Mỹ. Ok. Để nó có mà con nó học trong trường bên Mỹ. Thì anh á thì không có khuyên gì. Mình mà làm triệu phú ở Việt Nam đó không? Anh không có khuyên mình á tốn thời giờ đó không? Cho con mình đi học ở bên Mỹ. Cái lý do đó không? Là tại vì mình mà làm triệu phú ở Việt Nam rồi đó không? Là không cách nào có cái trường nào ở bên Mỹ đó không? Hay trên thế giới này mà nó dạy cho con mình quản lý cái số tiền mà triệu đô la mà của mình chết đó, mình để lại cho nó. Ok. Bởi vì là anh không có khuyên mà tốn thời giờ làm mấy cái chuyện đó. Anh không có tốn thời giờ đó mà cho nó đi vô trong trường đại học ở Việt Nam hay là ở Thái Lan hay là ở bên châu Âu hay là bên Mỹ chẳng hạn. Tại vì không có trường nào á mà nó dạy cho mấy đứa học sinh á mà cho con mình á, nó lớn lên nó biết quản lý cái số tiền mà mình đã làm ra được. Bởi vì anh không có tin vụ cái vấn đề đó. Hết trơn mấy trường đại học á nó chỉ dạy cho mình á làm nhân viên. Mình ra ngoài đời mình làm lấy lương thôi. Chứ nó không có làm cho mình á, nó dạy cho mình á đầu tư tiền. Nó không có dạy cho mình á là tạo ra kinh doanh. Nó không có dạy cho mình á là tạo ra cái đầu tư vô kinh doanh của người khác làm sao. Nó không có dạy mình mấy đó. Đấy. Thì á anh không có khuyên nó làm gì. Mà cái đứa học sinh qua đó Bình Dương á thì nó muốn làm gì? Tại vì á cái miệng của nó nói rằng á là nó muốn con của nó học ở bên Mỹ để mà có cái đầu óc đó không? Mà tiếng Việt mình nó kêu, tiếng Mỹ nó kêu là cái critical thinking á, để cho nó tự suy nghĩ, để nó tự lập được đó không? Thì á anh không có tin cái vấn đề đó. Tại sao nhiều người Việt Nam ta dùng cái lý do đó để gửi con họ đi học đó không? Mà cái đó không? Anh không có tin cái lý do đó là cái lý do chánh. Ok. Cái lý do chánh á mà anh thấy á, từ lúc anh về Việt Nam tới giờ đó. Tụi em nhớ nha, hồi đó anh vượt biên qua bên Mỹ đó. Xong rồi gia đình của anh á không có ăn học đó, không có tiền đó, không có bà con anh em gì chứ đó. Bởi vì á là phải vô trong khu Mỹ Đen ở để cho nó bớt tiền chi phí đó cho nó rẻ hơn đó. Rồi xong rồi anh đi chơi với Mỹ Đen, đi bán ma túy đó, rồi xong rồi anh bị tội ma túy đó, xong anh vô trong tù hết 14 năm. Anh chưa học được xong cấp 3. Học tới lớp 11 thôi à. Rồi xong rồi phải bỏ trường, rồi xong đi ra chơi với tụi Mỹ Đen, xong rồi bán ma túy, rồi xong rồi vô tù hết 14 năm. Xong lúc mà từ 18 tuổi tới lúc mà anh 34, 35 tuổi. Xong lúc mà anh ra rồi đó, anh phải lập lại cuộc đời của anh. Rồi xong rồi anh học cái lĩnh vực mà trading á, mua bán cổ phiếu, mua bán tiền Forex, mua bán dầu mỡ, vàng bạc. Rồi xong lúc mà nó ra cái thị trường mà tiền mã hóa nữa, là bên phe của tụi anh á, là người đầu tiên lên trên mạng á, dạy cho người ta đó, đầu tư trong tiền mã hóa làm sao.
Rồi xong sau 11 năm của mà anh ra tù đó, anh có thể nghỉ hưu được, xong anh về Việt Nam định cư để nghỉ hưu, xong rồi chăm sóc mà má của anh với phụ gia đình đồ. Thì á, theo anh thấy đó, là cái đứa học sinh của anh ở Bình Dương á, nó không có nên làm gì. Tại sao vậy? Tại vì á, là không có trường đại học nào á, dạy cho nó, con của nó làm được đó. Rồi xong cái thứ, xong nó bảo rằng á, là nó muốn con nó học cái, có cái tư duy á, người Tây đó. Ok. Thì á, hồi đó đó, nó cũng đi qua bên châu Âu nó học, du học hết 10 năm. Rồi xong rồi anh hỏi nó không? Cứ mà anh mới gặp nó ở Sài Gòn đó, anh không có nghĩ rằng á, là nó đi ra nước ngoài Việt Nam nó học, dù nó nói tiếng Anh giỏi đi. Ok, anh không có thấy cái dấu hiệu gì á, mà nó có cái văn hóa của người Tây hết trơn á. Cái tay chân, cái cách nó đi đứng, cái cách mà nó ăn giỡn rồi đó, anh không có thấy cái dấu hiệu gì á. Rồi xong rồi cuối mà nó nói cho anh đó là nó đi du học ở bên châu Âu hết 10 năm đó. Anh cũng hết hồn, tại vì á, anh không ngờ đúng không? Tại trung bình cái người mà Việt Nam hay người nào cũng gì đi qua miền Tây mà học gì đó không? Thì nó cũng có cái dấu hiệu gì đó để chứng minh cho mình đó là họ là người Việt Kiều hay là người họ đi du học. Rồi xong rồi cuối mà anh nói chuyện với đứa học sinh này của anh á, nó không có dấu hiệu gì. Bởi vì anh mới hỏi nó không là em mà qua bên châu Âu, miền Tây anh học, em học hết 10 năm mà em không có học được cái văn hóa của nó. Rồi xong bây giờ đó em về Việt Nam, xong bây giờ em muốn con của em mới đi qua miền Tây học bên Mỹ á, học đó. Thì đó, lý do gì đó, nó sao học được. Lý do gì nó thấy cái giá trị của cái văn hóa của miền Tây, của Mỹ. Ok, thì anh khuyên nó không, bao nhiêu thì nó cũng không chịu nghe lời, nó muốn, nó quyết định đó, là nó qua bên Mỹ, nó sống. Thì đó, anh khuyên nó không, bây giờ đó, em là người triệu phú rồi đó, anh khuyên em á bông, trước khi em đi qua bên Mỹ đó, em đi mua cái chung cư ở Sài Gòn hay là cái biệt thự ở Hà Nội á, tại quê nó, nguồn gốc nó là gần Hà Nội á. Thì anh kêu nó bông, em nên á bỏ ra lấy ra liền bây giờ nè, phải không? Không phải liền bây giờ mà cách đây cũng cút mà cái thị trường nữa, cái Bitcoin nó lên tới 64.000 đó, anh kêu nó rút ra bông là 300.000 hay là 200.000, 300.000, 400.000 gì đó. Rồi xong mua nữa cái chung cư ở Sài Gòn, trong quận 1, quận 2, quận xong bằng cái khu đó. Ok, hay quận 7 vậy. Không thôi á, nó mua cái hay là quận Bình Thạnh á. Rồi không thôi á là nó mua cái biệt thự á ở trên Hà Nội. Cái nó hỏi anh mua đó anh chị ạ. Em tưởng là anh Tài nói đừng có tốn thời giờ mua bất động sản mà. Thì anh nói nó không, cái lý do mà nó phải làm gì đó, anh khuyên nó làm gì đó là tại vì là anh không có nghĩ rằng là nó có lỡ mà nó không có cái sự thành công mà nó muốn ở bên Mỹ đó, biết không, nó có thể về Việt Nam, nó có nhà cửa Việt Nam rồi. Ok, xong rồi nó bảo rằng nó muốn ở bên Mỹ mà. Nói được, em có đủ tiền để mua nhà ở Việt Nam, rồi xong em có đủ tiền để mua nhà ở bên Mỹ nữa, rồi sao em vẫn còn dư tiền để đầu tư trong cái tiền mã hóa cho cái chu kỳ sau nữa. Thì anh khuyên nó không làm gì đó, đến chi để cho tiếng Mỹ nó kêu là cái backup, phải không? Giống như cái máy tính của mình ở nhà, nó khuyên mình có cái backup là trường hợp, phải không, là cái giấc mơ A của mình nó không có thành công đó, thì cái ước mơ mà B của mình nó vẫn còn làm được. Ok, mình có cái chương trình thứ hai để nó phụ mình. Ok, thì anh nói nó không, và cũng nó qua Mỹ đó, nó ở đó thì là nó sẽ yên tâm đó, là lúc nào mà lỡ mà nó thất bại hay là bên Mỹ hay là gì đó không, hay là con nó hay là vợ nó hay gia đình nó gì thất bại đó, thì lúc nào nó cũng biết đó không, là nó có nhà, nó có đất để nó ở được ở bên Việt Nam, thì là nó chạy Việt Nam nó mà sống nè. Thì mình làm gì đó cuốc mà, tại vì nó vẫn còn trẻ tuổi đó, anh nói nó không, nó nên làm gì đó để nó nên làm gì để cho nó có cái sự mà an toàn sau lưng trong cái đầu của nó đó không, nó yên tâm là nó muốn chấp nhận cái rủi ro gì bên Mỹ đó nó có thể chấp nhận được, tại vì là nó có thể chấp nhận được, tại vì là nó có nhà cửa ở đất đai ở Việt Nam rồi. Thì anh khuyên nó gì. Ok, thì anh không biết nó làm được rồi chưa. Ok, mà anh khuyên nó thì gì đó.
Bây giờ đó, mình nói đứa học sinh thứ hai của anh. Một đứa mà học sinh thứ hai của anh đó, mà tụi anh sản xuất làm được triệu phú ở Việt Nam đó, nó ở Vũng Tàu. Thì đó, là nó đó, nó không có vợ con, nó độc thân. Thì đó, nó muốn mua đất đó, để nó xây nhà cho cha mẹ nó ở. Cha mẹ nó có nhà, có đất rồi. Ok. Rồi xong rồi á, nó muốn á, mua mà siêu xe rồi đó, nó chạy. Rồi xong nó mua đất á, xây nhà cho cha mẹ nó. Ok. Thì á, cái đứa này đó, thì nó cũng giống như anh vậy đó. Đứa mà học sinh ở Vũng Tàu giống như anh vậy đó, nó chưa học được á, xong cấp 3. Anh như nó cũng giống nhau hả. Ok. Nó chỉ khác một cái không? Là tới 44 tuổi anh mới làm được $1,000,000 đầu tiên của anh trong cuộc đời của anh. Còn nó đó thì mới có 24 tuổi nó theo dõi anh đó, từ nhỏ đó không? Bây giờ đó 23, 24 tuổi gì đó, 25 tuổi xong anh đó không? Nó đã làm được $1,000,000 đầu tiên của nó trong cuộc đời nó rồi. Bởi vì là trong tương lai mà nó tiếp tục làm theo cái lời dạy của anh đó, xong cái hướng dẫn của tụi anh đó, thì nó sẽ tiếp tục làm giàu thêm. Thì á, nó muốn mua siêu xe để nó chạy. Thì dĩ nhiên á, anh không cần nói tụi em cái lý do tại sao mà nó muốn mua siêu xe để nó chạy, hay là nó muốn mua đất để cho cha mẹ nó, để xây nhà cho cha mẹ nó. Tụi em không cần anh giải nghĩa. Tụi em biết rằng là nó mà không có học được xong cấp 3 đó, thì dĩ nhiên gia đình đó sẽ nói này nói nọ, sẽ gầy la đó, bạn bè sẽ cười nữa, người trong gia đình sẽ cười nữa. Bởi vì là nó còn trẻ tuổi đó, dĩ nhiên nó có cái suy diễn đó, thì đó là nó cũng phải đi ra chứng minh là mình dù mình không học được xong cấp 3 đi, mình cũng học được là mua bán tiền mã hóa đó, rồi xong bây giờ mình thành công rồi đó. Mình phải chứng minh cho bà con anh em bạn bè rồi đó là mình có tài sản đâu, mình có giàu sang đâu. Thì cho nó đó, anh không có khuyên đó cho cái hoàn cảnh của nó đó. Anh nói đó, thì đó, liền bây giờ trong cái chu kỳ á, giữa cái chu kỳ châu á, mình không có nên đó, rút tiền ra để đi mua xe gì hết á. Đừng rút tiền ra mua xe gì á. Còn đất đai á, anh nói nó bông, anh khuyên á là cũng không có mua nữa. Sao nó hỏi tại sao hiện tại em có đủ tiền để mà mua xe, mua đất đai rồi cho gia đình của em ạ? Thì anh nói nó bông là cha mẹ của em á đã có đất rồi, có nhà rồi, cũng không có xấu. Tại anh lợi nhà nó rồi, anh biết đó, cái nhà nó của cha mẹ nó liền bây giờ đó cũng tốt chứ không phải là xấu. Ok. Thì anh hỏi nó bông, nó mới có 24 tuổi thì á, là cái vốn mà nó bỏ ra để mua đất đó, nó 24 tuổi đó, nó phải bảo vệ cái tài sản của nó mới làm tiền được đó. Nó phải tìm cách đó bảo vệ tài sản đó, rồi xong rồi đó, là mình làm cho nó lớn thêm, cái tài sản nó lớn thêm, chứ không phải là mình lấy cái tiền đó rồi xong mình đi tốn thời giờ đó, đi sĩ diện với bà con. Giống như cái đứa học sinh của anh ở Bình Dương đó, nó muốn qua bên Mỹ nó ở để có hãnh diện, có mặt mũi đó không. Thì dĩ nhiên bề ngoài đó, cái đứa học sinh Vũng Tàu với đứa học sinh mà Bình Dương đó, thì mình hỏi tụi nó đó, thì dĩ nhiên nó nói rằng là nó muốn xây nhà cửa cho cha mẹ nó, rồi xong rồi nó muốn gia đình nó đi học bên Mỹ, ở bên Mỹ rồi đó không. Thì cái đó là cái bề ngoài thôi à, mình phải hiểu cái bề sâu á vô đó không, là nó chỉ muốn sĩ diện hả. Ok. Tại vì cái đó là cái văn hóa của cái nước Việt Nam mình á, với cái nước Thái Lan, nước Campuchia rồi nước Lào rồi đó, là nó sĩ diện hết trơn, là cái văn hóa sĩ diện hết trơn. Tại vì á là hồi đó hết trơn mấy cái nước Đông Nam Á này đó, nó có cái ảnh hưởng của tụi mà công phu xưa ở bên mà Trung Quốc á, bởi vì nó có cái mặt mũi đó. Ok. Thì á, anh khuyên tụi nó đó bông, gán á, cắn răng á bông, bỏ qua cái sĩ diện cho 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm đi, đúng không, để mình chú ý vô đó, để mình tạo ra thêm tài sản nữa, mình làm lại thêm nữa. Ok. Thì á, anh khuyên cái đứa mà học sinh của anh ở Vũng Tàu đó, thì á, nó muốn mua xe đó thì không sao, đúng không, tại vì á, là người ta thấy nó làm thành công liền bây giờ đó, trong người ta đã đưa nó 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ rồi để đầu tư giùm họ. Thì nó làm theo cái lời dạy của anh đó, rồi xong rồi cái nó lấy cái bà con đưa cho nó tiền đó, thấy nó làm khá đó, ta đưa nó tiền đó, rồi xong bây giờ nó làm á, xong rồi nó chia lời với bà con đó. Thì cái đó anh khuyên nó tiếp tục làm. Ok. Khảo gắng học thêm đó, xong rồi làm.
thì cái đó nó xứng đáng mua xe cho nó. Tại sao vậy? Tại vì á là nó mua xe đó, siêu xe đó, thì bà con thấy nó có tài sản gì đó, nó dễ cho nó đó, đưa nó tiện hơn, dễ tin tưởng nó hơn. Và xong rồi nó không có kinh nghiệm ăn nói nhanh đó, để mà chứng minh cho người ta nó có tài năng để đầu tư trong cái tiền mã hóa để làm lại đó không? Thì mình có chiếc siêu xe đó không? Thì là nó dễ chứng minh hơn. Ok. Thì cho thằng học sinh của anh đó ở Vũng Tàu thì nó mua xe đó thì anh khuyên nó nên làm gì? Còn ở Đắk á, anh không khuyên nó mua, tại vì ấy nó có thể ở nhà tiếp tục ở chung với cha mẹ nó, săn sóc cha mẹ nó, rồi xong rồi đó để dành cái tiền đó để đầu tư vô, tiếp tục đầu tư vô thêm cái tiền mã hóa đó cho nó lớn lên thêm nữa. Ok. Thì đó là cái thí dụ thứ hai. Bây giờ đó anh muốn chia sẻ cái thí dụ thứ ba với tụi em. Là cái thí dụ đó không? Là ở Quảng Ngãi đó anh có đứa học sinh nữa. Ở đó. Xong rồi nó muốn nó lấy á. Bây giờ đó anh chia sẻ cái toán chính xác cho tụi em ha. Rồi xong rồi tụi em á lấy cái viết ra, xong ghi ra cái miếng giấy. Hai đứa học sinh của anh ở Bình Dương với Vũng Tàu đó thì anh không có muốn tiết lộ ra tụi nó có bao nhiêu tiền. Cái đó chuyện riêng tư của nó. Còn á là cái đứa ở Quảng Ngãi đó thì á là anh sẽ chia sẻ với tụi em chính xác cái số tiền mà anh hướng dẫn mà anh á để cho tụi em làm toán, rồi xong tụi em có kinh nghiệm luôn để mình làm toán làm sao. Nhớ nha, không ai đời đó mình muốn làm tiền đó không, là nó chỉ dựa vô toán, nó không có dựa vô bùa phép, nó không có dựa vô dị đoan, nó không có dựa vô là số đẹp, nó không có dựa vô là may mắn, nó không có dựa vô là có thời hay là hên xui, nó dựa vô là toán. Bởi vì tụi em á lấy cái máy tính ra hay là với lại lấy cái viết ra đó, rồi xong tụi em ghi xuống mấy cái số này đó, rồi xong rồi anh muốn tụi em á làm tập làm toán chung với anh. Nhớ nha, anh không có học được xong cấp 3 bởi vì tụi em đừng có mà sẵn sàng đó bông chờ cho anh làm toán gì mà cao cấp hay là toán gì mà nó phức tạp, đúng không? Anh là cái thằng ngu dốt, bởi vì không có biết, chỉ có biết cộng với trừ, rồi xong rồi phải xài máy tính để là chia với trừ, ok? Chia với mà nhân. Bởi vì tụi em đừng có mà đoán rằng là anh sẽ chia sẻ cái toán gì mà khó khăn hết trơn. Toán anh làm nó dễ lắm, nó dễ lắm, ok? Thì cái đứa học sinh Quảng Ngãi của anh đó, thì nó có đó, là liền bây giờ đó, nó có, anh chỉ nói chẳng cho nó dễ làm toán đi ha, là nó có 100 ngàn trong tiền mã hóa, nó cầm Bitcoin hay là ETH hay là gì đó không quan trọng. Liền bây giờ đó mình chỉ tính rằng là nó có 100 ngàn trong cái tiền mã hóa đi, thì á mình hay là mình tính 2 tỷ đi cho nó dễ tiếng Việt đi, ok, tiền Việt đi, 2 tỷ tiền đồng đi. Rồi xong rồi đó nó muốn á là mượn á, là nó bỏ tiền cọc đó là hết 100 triệu rồi để mua 2 lô đất, ok. Thì 2 lô đất này anh không biết nó lớn bao nhiêu, thì anh cũng đoán rằng nó cũng cái lô bình thường nó bằng 5-20, đúng không? Thì mình nói là nó mua 2 lô đất đi. Rồi xong nó tính mượn tiền của má của nó, má vợ, rồi xong rồi nó có được tổng cộng là 3 tỷ. Rồi xong rồi nó trả dứt nợ cái đất đó, xong nó chỉ có thiếu má đó, má vợ đó là bà xui đó 1 tỷ, ok. Thì lúc mà mình nghe nói gì đó thì nghe nó hấp dẫn lắm, thì liền hiện tại liền bây giờ đó nó có 2 tỷ trong tiền mã hóa, nó bán ra cái tiền mã hóa đó ra hết, chốt lời hết trơn. Rồi xong cái nó lấy 2 tỷ đó cộng với 1 tỷ của bà xui đó, rồi xong rồi đó nó mua 2 lô đất cho 3 tỷ. Rồi xong anh hỏi nó, em mua cái đất này để làm gì ạ? Cái nó nói nó mua đất để xây nhà cho nó với vợ nó. Thì anh hỏi rằng là ok, em mua xong cái đất đó rồi xong chừng nào em mới xây nhà? Cái nó nói rằng là nói với vợ nó đoán rằng là ít nhất cũng 3 năm sau mới để dành đủ tiền để xây nhà. Ok, thì là tụi em ghi xuống nha. 2 tỷ của nó với vợ nó, 1 tỷ của bà xui, má vợ nó, rồi xong rồi tổng cộng là 3 tỷ. Xong nó bỏ tiền cọc hết 100 triệu rồi. Xong rồi đó, nó bỏ tiền cọc xong rồi nó mới gọi, nó hỏi anh ý kiến của anh. Thì cái anh mới hỏi nó, cúp mà tụi em gọi anh, hỏi anh ý kiến của anh, hay là hỏi anh tư vấn sao đó, hay là hướng dẫn sao đó, hay là nên làm sao đó, thì trước nhất anh không bao giờ đó anh trả lời liền hết trơn.
tụi em để ý mấy đứa học sinh quanh á, không bao giờ anh trả lời hết trơn á. Tại sao vậy? Tại vì anh mà trả lời cái câu trả lời đó thì tụi em không có học được cái cách mà anh suy nghĩ, cái cách anh làm toán để làm tiền làm sao. Ok, bởi vì lúc nào tụi em mà hỏi anh là anh trả lời mấy đứa học sinh quanh á, cũng là gọi điện thoại nó hỏi anh á, thì là anh sẽ trả lời bằng câu hỏi. Anh trả lời bằng câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên anh hỏi nó đúng không? Đứa học sinh mà Quảng Ngãi á, thì anh hỏi nó, cái mục tiêu của em là gì? Xong nó nói là cái mục tiêu của em á là để làm mua đất để sẵn sàng để xây nhà. Ok. Thì anh hỏi á, nó nói là 3 năm sau, ít nhất 3 năm qua đó nó mới có đủ tiền, để dành đủ tiền để mà xây nhà. Thì anh hỏi nó đúng không? Thì á, lý do tại sao á nó không chờ tới 3 năm sau hay là 2 năm rưỡi sau đi, 6 tháng mà trước khi nó xây nhà đó thì nó mua đất. Anh hỏi nó gì đó. Xong rồi nó nói rằng là nó làm lời trong cái tiền mã hóa đó, thì nó muốn lấy cái lời đó nó chuyển qua cái đất. Ok. Anh hỏi nó không là bây giờ đó cái nào nó quan trọng hơn cho em, mình làm lời thêm, mình có nhiều tiền thêm, hay là mình có nhiều đất thêm? Thì nó nói rằng là dĩ nhiên á, nó mà có tài sản thêm á, nó có nhiều lời thêm á, thì dĩ nhiên cái đó hay hơn, phải không? Ai không muốn thêm lời. Thì anh hỏi nó không, bây giờ em mua cái đất đó, em lấy tiền mã hóa 2 tỷ rồi sao em bỏ vô đất đó, em đoán ơi, trong vòng 3 năm đó em mới xây nhà được, trong vòng 3 năm nữa cái đất, cái giá trị đất đó nó lên bao nhiêu? Cái nó nói rằng là nó đoán rằng là cao lắm á, cao lắm á là nó sẽ lên tới 500 triệu. Thì là nó bỏ vốn vô đó là hết 3 tỷ, rồi xong nó lời, nó bán được 3 triệu rưỡi, 3 tỷ rưỡi thì nó lời được 500 triệu. Ok, thì tụi em nhớ ghi hết chân mấy cái số này xuống nha, mấy cái số anh nói đó. Không, anh nói nhanh quá bông thì tụi em ngưng cái video lại xong ghi xuống để cho tụi em thấy, để học được làm toán để làm tiền làm sao. Thì á, anh hỏi nó, bây giờ đó em nói rằng nó lên được tới 500 triệu thì á, mình lấy 500 á, mình chia cho 3 tỷ là hết bao nhiêu? 10% á, là hết 300 triệu rồi. Thì 20% á, là 600 triệu. Thì á, là cái lời, cái lãi của nó đó thì cũng cỡ 17-18%. Mình đoán gì đi. Ok, mình cho nó 20% đi, cho nó dễ làm toán đi. Ok, là nó lời được là 600 triệu đi. Ok, thì anh hỏi nó trở lại đó, anh hỏi nó thêm câu hỏi nữa. Anh hỏi nó bông là, ê, em nghĩ coi á, em lấy cái 2 tỷ đó em dồn vô cái thằng Bitcoin hết trơn liền bây giờ đi. Cái thằng Bitcoin đó liền bây giờ đó là 33.000. Em đoán rằng là trong vòng 3 năm đó nó lên tới cái đỉnh của nó trở lại được không? Nó lên tới 64, 65, 66 ngàn được không? Cái nó nói được, cái đó dư sức mà. Cái anh mới hỏi nó, ok, bây giờ đó em nghĩ coi là mình nên làm sao? Cái hành động mình đó tốt nhất là để làm sao? Em bảo rằng là em mua đất liền bây giờ mà em không có xây nhà được, 3 năm sau mới xây nhà được. Rồi xong rồi á, em để cái tiền đó em đi vô mua cái thằng Bitcoin đó 33.000. Rồi xong rồi em tin rằng á, là trong vòng 3 năm đó nó sẽ lên được tới tới cái đỉnh trở lại, thì em sẽ lại được gần 100% tiền lời. Thì á, em thấy cái hướng đi nào á nó tốt hơn. Rồi xong rồi nó nói rằng á, là thì dĩ nhiên cái tiền mã hóa đó, cái tiền mã hóa đó, phải không, mình nó đầu tư vô cái 2 tỷ đó vô trong cái tiền mã hóa mua cái Bitcoin đó mà 33.000 đó, thì dĩ nhiên là 3 năm sau mà nó lên 100% đó, thì là nó sẽ lời nhiều hơn trong cái tiền mã hóa so với cái đất. Ok, thì anh hỏi nó bông vậy em biết gì đó, thì lý do tại sao em phải hỏi anh đó là em nên đầu lấy tiền em bỏ vô đất hay là giữ trong mà Bitcoin. Cái nó nói thì cái đất á, mua đất á, thì nó khác hơn cái không, là mình mua đất á, thì mình có sĩ diện hơn. Cái anh mới nói, à, thì á, là cái sự thật đó bông, là em không phải là mua đất để xây nhà, mà em mua đất á, để cho em có mặt mũi ở ngoài đường, phải không? Cái đó là cái sự thật phải không? Thì nó nói, được, thì cũng đúng. Tại vì nó cũng 26, 27 tuổi rồi đó, nói với vợ nó, làm nó bông từ cũng mà ra trường tới giờ đó. Rồi xong rồi nó muốn có đất đai đó, để cho chứng minh cho là bà con anh em rồi đó, người quen rồi đó, là nó có tiền, ok, nó có mặt mũi rồi với bà con anh em. Thì á, anh hỏi nó không, em á, bỏ tiền vô trong cái đất đai đó thì á, anh chấp nhận á, là em có mặt mũi hơn.
Tại vì em có thể khoe với bà con anh em là em có hai lô đất. Mà cái đó nó làm cho em có tiền không? Nó có quyền lợi gì? Em có mặt mũi rồi đó. Cũng mà em mua đất xong rồi đó, em có mặt mũi rồi đó, em có sĩ diện rồi đó, thì em có quyền lợi gì? Thì nó mới nói rằng, nó suy nghĩ, nó nói thì có sĩ diện thôi. Mà anh biết là cũng mà em đi khoe với bà con là em mới mua được hai lô đất á, thì dĩ nhiên em có mặt mũi hơn rồi đó. Mà nó có phụ cho em làm tiền không? Cái nói không, mình chỉ có hai lô đất thôi. Thì đó, anh hỏi nó không? Vậy là em hỏi anh đó là nên giữ tiền trong cái tiền mã hóa cho nó lên giá hay là đi mua đất á, thì đó, em nghĩ sao? Thì lúc đó nó mới nghĩ rằng là ồ, thì dĩ nhiên là mình giữ tiền trong cái tiền mã hóa đó, xong chờ cho nó lên đó, nó hay hơn. Ok, xong cái anh mới hỏi nó thêm câu nữa. Cái anh nó mới nói rằng là nó cũng khó anh Tài, tại vì là cái văn hóa Việt Nam mình nó có cái mặt mũi á bông, bởi cũng khó, mà nói thì nghe dễ lắm mà làm thì cũng khó lắm á. Xong cái anh mới hỏi nó thêm câu hỏi nữa, anh hỏi nó bông, ok, liền giờ đó nhà nước nó mới ra lệnh đó bông là mình phải cách ly chân nguyên cái thành phố Sài Gòn. Ok, em nghĩ coi á, là cái tiền đất của em á, em nghĩ coi nước Việt Nam mình, kinh tế của nước Việt Nam mình á, bất động sản á, thị trường bất động sản á, chừng nào nó mới trả lợi á, cái thời điểm á bông mà tháng 3 2020 hay là tháng 1 2020 đi, cũng mà cái nước Việt Nam mình nó chưa cách ly đó, nó chưa bị cái dịch bệnh Covid này đó bông, thì á là anh hỏi nó bông, em đoán ơi chừng nào á cái nước Việt Nam mình á nó mới trả lại á cái thời điểm á bông mà một tháng 1 2020, thì á cái đứa học sinh mà Quảng Ngãi của anh á nó nói rằng á là ít nhất á cũng phải một năm nữa, ít nhất á là giờ tháng 7 phải không, ít nhất cũng phải tới tháng 7 2022 đó nó mới thấy được á là nó mới thấy được á là cái nước kinh tế của nước Việt Nam mình, cái thị trường bất động sản á nó mới ổn định trở lại được. Thì anh hỏi nó ok, thì á là em cầm đất đó cho 3 năm mà trong 1 năm đó em tin rằng á là nó không có cách nào nó lên giá được hết trơn á, thì á em gấp làm gì? Cái anh mới hỏi nó bông là em nghĩ, em đoán thử coi là cái thị trường châu này đó nó đi thêm bao lâu nữa được, em nghĩ coi trong cái thị trường châu cái tiền mã hóa này đó nó đi thêm á 1 năm nữa được không, 2 năm nữa được không, 3 năm nữa được không? Thì á nó nói thì cũng được mà chắc cũng khó lắm á, tại vì mình á, anh Tài đã nói rằng là mình đang nửa đường cái thị trường mà thị trường châu rồi, thì đó là cao lắm là 6 tháng 1 năm thì nó cũng phải xong mình vô trong cái thị trường gấu. Thì anh hỏi bây giờ đó em chờ thêm 1 năm nữa, em tin rằng cái bất động sản nó không có lên giá được cho 1 năm, thì em chờ thêm 6 tháng nữa, 10 tháng nữa, 12 tháng nữa cho cái tiền mã hóa nó lên thêm nữa, rồi xong cái em chốt lời, rồi xong cúp đó đó, trước khi cái bất động sản nó lên giá trở lại đó thì em nhảy vô em mua có được không? Cái nó nói được, được, nghe có lý lắm, nghe nó hay lắm. Ok, xong cái anh mới hỏi đó liền, bây giờ đó bà con á ở Việt Nam mình nó thích dùng cái đòn bẩy, thấy không, nó thích ăn đòn, nó nhảy vô cái bẫy đó xong cái nó ăn đòn, thấy không, thì á là để mua bất động sản, đi cầm nhà cửa, đi cầm tài sản, đi mua bất động sản, ai cũng súng vô mua hết trơn. Thì anh hỏi nó không, em nghĩ coi á, Việt Nam mà nó mới ra lệnh để cách ly chân nguyên thành phố Sài Gòn rồi đó, thì á em nghĩ coi á là trong tương lai đó sẽ nhiều người á mắc đất, bể nợ, phá sản, bị ngân hàng á mà phát mãi lấy đất đó lại không? Xong rồi nói có, nó tin rằng á là trong năm tới này á sẽ nhiều người á sẽ mất nhà cửa, mất đất, tại vì họ dùng cái đòn bẩy á, sao họ không biết sử dụng sao đó, sao chắc chắn á họ sẽ thiếu tiền ngân hàng, rồi xong ngân hàng sẽ lấy đất lại. Thì anh hỏi nó bông, thì lúc đó đó em nghĩ coi cái đất á nó rẻ tiền hơn, năm sau đó cái đất á nó rẻ tiền hơn hay là liền bây giờ nó rẻ tiền hơn? Thì đứa học sinh quanh nó nói là chắc cỡ năm sau chắc nó mới rẻ hơn. Thì á anh hỏi nó bông, thì lý do gì đó em biết rằng á, em tin rằng á, không phải em mà không tin á thì mình không nói gì, mà em tin rằng á là đất á nó sẽ rẻ hơn, 12 tháng sau nó sẽ rẻ hơn liền bây giờ so với bây giờ. Thì lý do gì đó mình rút tiền ra mình đi mua đất làm gì? Thì á nó mới suy nghĩ lại, nó nói anh Tài nói đúng đó, anh Tài nói đúng, so theo á. Thì anh mới nói nó bông là anh chia sẻ, anh hỏi nó mấy câu hỏi này với anh chia mấy cái toán đơn giản này gì đó bông, để cho nó quyết định á bằng toán. Nhớ nha, mình ra đời đó mình quyết định á, mình làm tiền đó là mình phải quyết định á bằng toán với logic, chứ không phải là mình quyết định bằng cảm xúc, tình nghĩa, tình cảm.
Ok, mình mà quyết định á, làm tiền á bằng tình nghĩa, tình cảm, cảm xúc, đúng không? Là mình sẽ chết, mình sẽ lâu làm giàu lắm, lâu lắm, lâu thành công lắm, lâu lắm. Ok, bởi vì á, anh hỏi nó, bây giờ đó em sẽ làm sao? Thì nó nói, nó sẽ ghi xuống á trên cái spreadsheet á, là một bên á là nó sẽ cái hoàn cảnh, à nó mà đi tiếp tục á, đi theo cái hướng đi liền bây giờ đi, nó mà tiếp tục á, nó trả tiền cọc hết 100 triệu rồi, bây giờ nó tiếp tục á, nó trả thêm á 2 tỷ, sao mượn 1 tỷ của bà xui đi, thì á là cái kết quả nó làm sao trong 3 năm sao, rồi xong rồi nó sẽ làm thêm một bảng nữa là nó ghi xuống mấy cái số mà anh nói đó, nó giữ cho tiền trong cái tiền mã hóa đó, rồi xong rồi đó chỉ có mua Bitcoin này, không có mua cái gì nữa hết trơn á, không có mua altcoin cái gì hết trơn, chỉ có mua Bitcoin nữa. Thì á là 3 năm sau á, nó đến tới đâu thì á nó sẽ chia sẻ với vợ nó, với gia đình đó, rồi xong rồi tụi nó họ sẽ bàn lại. Sao anh hỏi nó không, thì không mình làm gì đó thì dĩ nhiên á, vợ mình á với cha mẹ mình á sẽ chống đối cái vấn đề đó. Thì dĩ nhiên á, mình mà hỏi ở dưới nước Việt Nam á, mình mà hỏi người mà lớn tuổi đó hay là người nào đó, cái số lượng cao á là họ sẽ nói là mình nên bỏ tiền vô đất chứ không mua, bỏ tiền vô cái đồ quỹ mà cái tiền mã hóa ông ta kêu bằng cái tiền ảo á bông. Thì dĩ nhiên ta sẽ lựa chọn cái đất hơn á là cái tiền mã hóa. Thì á anh sẽ hỏi nó bông, thì lúc đó đó em sẽ trả lời làm sao, em sẽ phản ứng làm sao, em sẽ cãi lại làm sao, em sẽ giải quyết làm sao. Thì á nó nói là nó cũng không biết rõ nữa, tại vì nó biết chắc chắn là gia đình nó bông sẽ khuyên nó đi mua đất chứ không có giữ tiền trong cái tiền mã hóa, trong cái tiền Bitcoin đó. Thì á anh mới nói nó bông, thì á em ghi cái bài toán xuống, sao em ghi cái logic xuống, lý do tại sao á em muốn giữ tiền trong cái tiền mã hóa, cái tiền Bitcoin đó, so với đi mua 2 lô đất. Rồi xong rồi em tính cái tiền lời, tiền lỗ, em trả tiền lãi cho ngân hàng bao nhiêu đồ hết trơn, đúng không? Tại vì nó tính rằng á là nó mua đất đó, xong rồi đó cái nó lấy cái 2 lô đất đó, nó đi vô cầm trong ngân hàng á, xong cái đất đó thì là 3 tỷ, rồi xong rồi nó vô trong ngân hàng, nó dây tiền đó, nó mượn tiền, nó mượn lại 2 tỷ đó, rồi xong đi mua cái Bitcoin vô trở lại. Ok, thì anh mới hỏi nó không, là lỡ mà nó làm gì đó, cái thằng Bitcoin mà nó mua vô đi, nó lấy tiền, nó mượn tiền ngân hàng đó, nó cầm đất đi mượn tiền ngân hàng, rồi xong rồi nó mua cái Bitcoin đi, rồi xong rồi tháng sau đó cái thằng Bitcoin nó sập xuống hết 90% rồi đó, rồi xong nó làm gì. Ok, thì ai cũng nghĩ rằng á, tại của mình mua đâu tiền mã hóa hay mua bất động sản hay mua cái cổ phiếu hay là trái phiếu rồi, thì ai cũng nghĩ rằng cái lời bao nhiêu, cái lợi nhuận nó bao nhiêu, chứ không bao giờ bà con bỏ thời gian nghĩ là cái rủi ro nó bao nhiêu. Thì nó nói rằng là cái lỡ mà nó mua vô đó, nó lấy tiền ngân hàng rồi xong nó mua vô 2 tỷ Bitcoin đi, thì là tháng sau mà nó sập giá hết 90% đó, thì nó sẽ đau đớn dữ lắm á. Nó nói là chắc nó cầm không được đâu. Thì anh mới nói đó không, tại sao em cầm không được? Như thí dụ như em có tiền trong Bitcoin liền bây giờ đi, mà nó sập xuống 90% thì em làm sao? Thì nó nói rằng nó sẽ đau đớn lắm, mà nó vẫn cầm được cho 3 năm, cho cái thị trường nó lên trở lại. Tại vì cái Bitcoin nó chứng minh nó sập giá 90% hết 6-7 lần rồi, xong nó lên nó đặt được cái đỉnh mới được. Thì nó nói rằng là nó sẽ cầm được. Thì anh mới hỏi nó không, tại sao á cái Bitcoin mà em có liền bây giờ đó, em cầm được cho nó sập 90% đi, em vẫn cầm được, mà cái Bitcoin mà em mua dùng cái tiền của bằng ngân hàng em mua đó, sao em cầm không được? Nó nói là tại vì phải trả tiền lãi cho ngân hàng. Thì anh hỏi nó không, ok cái đó nó có lý không, nó có lý không? Mình đầu tư vô cái Bitcoin, nó cái rủi ro nó cao rồi, bây giờ đó mình phải trả lãi hàng tháng nữa, rồi xong rồi cái áp lực của nó đó em chịu nổi được không? Nó sẽ rất là căng thẳng cho em á. Anh nói nó không, anh không có làm gì, anh không có làm gì. Cái Bitcoin á đã rủi ro rồi, ok anh không cần á, lỡ mà nó sập 90% đó anh phải cầm á thêm 3 năm nữa, anh không có muốn á phải trả lãi hàng tháng cho ngân hàng. Ok, tại vì cái áp lực nó quá cao, nó không cách nào anh chịu nổi được hết trơn á. Anh sẽ chắc chắn á bán ra cái Bitcoin đó trước khi á mà cái giá nó lên trở lại, rồi xong cuối mà anh bán ra xong rồi đó, lúc đó cái giá nó lên trở lại rồi đó, đúng không? Anh phải bán ra để cho trả tiền lãi ngân hàng với tiền gốc ngân hàng đó, rồi xong rồi cuối mà anh bán xong rồi đó, lúc đó cái Bitcoin nó lên trở lại đó, thì anh sẽ rất là hối hận bởi anh làm không được. Anh nói nó không, giờ anh có nhiều kinh nghiệm đi, anh biết rằng là cái áp lực nó quá nhiều đi, anh không có làm được, bởi anh không có lựa chọn cái hướng đi được. Thì á anh khuyên nó không, em nó phải ghi xuống hết trơn cái này, ok, xong ghi xuống cái logic đó, rồi xong lúc mà lại chia sẻ với gia đình nữa đó, thì nó sẽ lúc mà gia đình nó mà không muốn á để tiền trong Bitcoin, xong rồi muốn dời tiền qua đất đó, 2 lô đất đó,
thì á, nó phải hỏi á, nó phải gan dạ, nó phải hỏi gia đình nó bông, vợ nó, gia đình nó, cha mẹ nó rồi bông, là hỏi á bông, đây là cái toán á, nó tính ra để cho nó làm lại được, có cơ hội làm lại được, đúng không? Thì á, là họ không có đồng ý á, thì họ chứng minh được cái toán gì, ok? Thì á, là nó nói rằng nó cũng khó đó, tại vì á, gia đình nó quyết định nó bằng cảm xúc với tình nghĩa, tình cảm đồ. Anh nói đó bông, nó mà không có mở miệng ra, nó kêu gia đình nó chứng minh cho nó bằng toán được đó bông, thì á, là nó sẽ lâu làm giàu, nó sẽ lâu thành công được lắm. Thì á, nói á, thì dễ lắm, mà cúc mình làm đó thì nó rất là khó. Tại sao? Cúc tại mình làm trong cái thực tế đó, phải không? Thì nó có cái cảm xúc, nó cộng vô cái cảm xúc. Còn á, mình nói trên lý thuyết á, thì nó hay lắm, nó dễ lắm, nó quá dễ. Lý thuyết á, thằng nào cũng thành công, thằng nào cũng có gái đẹp hết trơn á, thằng nào cũng có tài sản hết trơn á, mà ngoài thực tế đó nó khó không? Là tại vì á, nó có cái cảm xúc, nó cộng vô cái cảm xúc. Bởi vì á, là mình không có tập luyện á. Anh nói nó không? Em năm nay đó 27 tuổi, em phải tập luyện á, là em đưa ra cái sự quyết định á, dùng cái toán với lại á, cái logic, rồi xong rồi gia đình á, mà không đồng ý á, là em phải á, nó sẽ rất là đau đớn. Tại vì em phải đi ngược lại cái mong muốn của gia đình của em á, biết không? Tại sao vậy? Xong rồi á, rồi nó nói rằng á, như em mà làm gì đó thì á, bất hiếu hay là gì sao, hay là không có thương vợ đồn sao. Anh nói nó không có cái vấn đề mà đầu tư tiền đó, cái đó đâu có liên hệ gì tới mà tình cảm, tình nghĩa của em với vợ em hay là gia đình em đó đâu. Cái này là mình đầu tư để làm tiền mà, mình đầu tư để tạo ra tài sản mà. Cái này là dựa vô toán, chứ không phải nó dựa vô tình cảm, ok? Bởi vì em mà nói rằng á, là em sợ á, là nói ra nó chạm sức, nó chạm á, gia đình của em á, thì á, em chỉ lâu làm giàu thôi á. Hay là hai á bông, là em không có xứng đáng làm giàu, em không có xứng đáng á, thành công thôi à. Em lựa chọn cái hướng đi nào? Tại vì cái hướng đi á, mà em muốn làm giàu, em muốn thành công sớm đó, ok? Là nó bắt buộc á, là em phải tạo ra cái sự quyết định á, khó khăn, mà người ta không có chịu. Cái người á, mà nghèo á, là tại vì không, họ không có quyết định được á, cái chuyện á, nó khó, nó chạm vô cái cảm xúc á. Bởi vì á, họ thà đầu hàng, hey, mẹ tao thà tao nghèo chứ không có mẹ dựa vô mẹ làm giàu rồi xong thấy đối phó với cái cảm xúc này á, với bà con anh em nó phiền phức lắm, thôi nghèo cho gọi đi, quen rồi, thấy không? Thì nó gì đó. Còn á, em mà lựa chọn được á, em cắn răng, em chịu đòn được á, lần đầu tiên đó mà em làm gì đó, nhớ nha, em làm gì đó không phải là em cứng đầu. Em làm gì đó, em quyết định gì đó là không phải là em thể hiện là em là ta đây hay là cái tôi mình nó lớn. Em thấy em bỏ cái gì đó bông, là tại vì là em bỏ tiền ra, em đầu tư tiền ra, em học hỏi anh với bên phe của tụi anh, rồi xong rồi để cho tụi em quyết định dù tiền bạc nó hay hơn, để cho em sớm thành công, em sớm làm giàu. Thì bây giờ đó em học được đó, là anh Tài anh dạy là mình phải quyết định bằng toán với bằng logic, chứ không phải là bằng tình cảm hay tình nghĩa hay là cảm xúc. Thì em về đó mà em làm không được đó, thì cái đó là lỗi của ai, thấy không? Là mình không có để cái tôi mình không có dựa vô cái tôi mình, cái cảm xúc mình á, vô để quyết định vụ tài chính trong gia đình mình quyết định bằng toán. Nó có lý hay là không, nó có logic hay là không, ok? Thì nó có logic thì mình làm. Còn á, mình muốn thay đổi á bông, cái sự quyết định của mình á, là cái người vợ mình hay là cha mẹ của mình á, phải chứng minh cho mình á, là cái toán á, nó hay hơn, phải không? Như trong bên phe của tụi anh đi, anh đối tác chung với hai thằng Trung Quốc, ok? Hai thằng Trung Quốc á, ok? Và xong tụi anh á, có một cái luật bên phe của tụi anh là cãi nhiêu cãi, chửi nhau bao nhiêu cưỡi, lên tiếng bao nhiêu lên tiếng, mà rút cuộc đó tới cái giờ thực hành á, là phải dựa vô toán với logic, ok? Nhiều khi đó anh muốn đầu tư vô cái đồng tiền này, cái tiền mã hóa này, anh muốn đầu tư vô cái tiền mã hóa khác, xong rồi tụi nó đó không muốn. Tụi nó nói rằng là cái toán của anh á, nó không có chứng minh á, là nó làm lời hơn mà cái toán của mà hai thằng kia nó ra. Như thằng hai thằng đối tác của anh á, tên của nó là thằng David với thằng Leon. Thì á, là anh không có chứng minh được cho tụi nó đó là cái toán này á, nó hay hơn. Thì á, cũng mà thằng Leon nó chứng minh rằng á, là cái toán của nó đó làm lời hơn đó, xong nó có logic hơn đó, thì á, là anh với thằng David á, ủng hộ nó liền. Không có cái vụ mắc dạy á bông, mà vụ mà mẹ tao sắp phá mày vậy, cho nó hư để cho nó dằn mặt mày, để cho chứng minh là tao giỏi hơn, là toán thằng nó giỏi hơn, là tụi anh đó không có cái vấn đề đó. Tụi anh mà có vấn đề đó là tụi anh đã cắt lỗ lâu rồi, xong anh bỏ tụi nó không có làm đối tác chung với tụi nó lâu rồi. Cái ngày hôm nay đó, cái lý do mà tụi anh đó thành công, có cái ngày thành công hôm nay đó bông, là anh cố tình anh lựa chọn mấy thằng đối tác với anh đó bông, mà
cảm xúc bao nhiêu, cãi lộn nhau bao nhiêu cãi lộn, mà tới cái giờ mà bỏ tiền ra thực hành nữa không, là nó dựa vô toán với logic thôi. Ok, chừng nào á, thằng nào á mà chứng minh á cái toán nó hay hơn đó, ok, thì á thằng đó sẽ thắng. Rồi xong rồi trong công ty của anh á sẽ đút tiền vô cái hướng đi đó, bỏ tiền vô đầu tư vô cái hướng đi đó. Còn á mà tụi anh mà không có thằng nào mà không chứng minh được đó, là cái thằng mà nó chứng minh được đó, thì tụi anh đi theo cái hướng đi thằng đó, phải ủng hộ thằng đó. Thì cái lực của đối tác của tụi anh á là gì đó, cãi lộn nhau nhiêu cãi mà tới giờ á mà phải lấy tiền trong công ty ra xong rồi đầu tư đó hay là làm việc đó, thì á là phải chứng minh bằng toán, chứ không phải chứng minh bằng cảm xúc gì hết trơn á. Nhiều khi đó anh đang cự lộn với thằng đối tác của anh á, thằng Leon á, xong rồi anh chửi này chỉ nọ tùm lum hết trơn á, rồi xong rồi rút cuộc đó nó hỏi anh á, lúc mà anh yên tâm trở lại rồi đó, xong rồi hết nóng máu rồi đó, thì nó hỏi anh á, ok cảm xúc mày xong rồi chưa, đâu bây giờ mày chứng minh bằng cái toán cho tao xem thử coi. Thì lúc đó đó anh mới nhớ lại đó bông, là anh chứng minh không được đó bông, thì á tụi anh á đã đặt cái lực ra đó bông, là chứng minh bằng toán không được đó là không có làm. Ok, thì á anh cắn răng anh phải chịu thôi à, chừng nào mà anh chứng minh á bằng toán thêm đó không, thì á là lúc đó nó tụi nó mới mà bỏ tiền vô. Ok, thì á là không phải anh không, mà thằng Leon cũng vậy, mà thằng David cũng vậy. Ok, thì á là anh chia sẻ gì đó ba cái hoàn cảnh này cộng với cái hoàn cảnh thứ tư á của mà bên phe của tụi anh á quyết định sao á, quyết định tài chính sao đó, anh chia sẻ với tụi em á vụ cái đứa học sinh của anh á, cái đứa mà triệu phú đầu tiên mà tụi anh sản xuất ở Việt Nam á, Bình Dương á. Ok, nó quyết định nó qua Mỹ, anh kêu nó ê cái đó sai lầm rồi đó, đi cái đó là sai lầm rồi đó em. Tại sao nói là nó sai lầm? Tại vì nó qua bệnh để nó có sĩ diện với mấy người gia đình ở Việt Nam, mà nó nói dốc với cái bản thân nó nói rằng nó qua bệnh để cho con nó học văn hóa bên Mỹ. Cái đó là cái vấn đề anh không đồng ý. Phải mà nó nói đó bông, ê anh Tài không cần biết gì chứ, Việt Nam mình á, con mình mà đi du học bên Mỹ đúng không, hay là mình qua bên Mỹ ở đó là mình có mặt mũi đúng không, thì cái đó nó quan trọng cho em hơn. Thì á em muốn á qua bệnh để có mặt mũi, thì nó nói gì á thì anh không có cãi lộn gì á, thì anh sẽ nói ê cứ qua Mỹ em phải ở trong cái khu này cho con em vô chừng này, để cho mình có mặt mũi cao nhất lớn nhất, cho cái mặt mình nó bự tổ cần á, giống như cái bánh xe mà xe tải vậy đó, nó bự tổ cần vậy đó, nhiều mặt mũi hơn. Còn á trong lòng đó, trong cái tiếng Mỹ nói chung cái subconscious đúng không, là dưới cái tâm lý của nó, trong cái đầu của nó đúng không, trong cái não của nó thiệt tình nó muốn cái sĩ diện, mà nó mở miệng nghe nó nói dốc với mình đó, bà con anh em đó, là nó muốn con cái nó mà học trường học Mỹ rồi đó không, tại vì nó học hay hơn, trường nó tốt hơn bán đồ quỷ đó không, là chuyện vô lý. Thì lúc đó đó anh mới nói đó, nó nói dốc nó nói xạo, nó không có nó thiệt tình với cái bản thân đó, nó không có thực tế với cái bản thân đó. Ok, còn á cái đứa mà ở dưới Vũng Tàu đó thì nó nói thẳng mà nó nói ê mẹ hồi đó giờ học không xong được cấp 3 đó, ai cũng chửi, ai cũng gầy, ai cũng la, ai cũng cười, chết mồ hết trơn rồi đó. Hết một chục năm nay rồi đó, mẹ từ 14, 15 tuổi đó tới giờ hết một chục năm rồi đó, mẹ ai cũng cười hết trơn á. Mẹ ta mua chiếc siêu xe, cái mẹ dằn mặt hết chân tụi nó luôn, một lần. Ok, xong rồi chơi gái cho đã luôn. Ok, được. Nó nói gì đó là mình biết, là chắc chắn là nó nói thiệt, là nó không nói dốc cái vụ vấn đề đó. Xong rồi nó nói là nó muốn mua đất á cho cha mẹ nó bông, để cho là họ có hãnh diện. Ok, có mặt mũi với bà con anh em. Có thằng con á, mẹ học không có học được xong cấp 3 á, mà bây giờ làm triệu phú được. Ok, thì á là anh nói đó, thì á là cái xe á thì nó có lý, còn mua đất á nó không có lý. Tại vì á em mà thiệt tình á muốn cha mẹ em có mặt mũi đó, em chạy chiếc siêu xe không á là gia đình mà cha mẹ em có mặt mũi rồi, có đất rồi để dành tiền đó, rồi xong tiếp tục đầu tư thêm, tạo tăng lên cái số lượng tài sản của mình trong cái tiền bảo quá. Ok, thì á là đó là cái quyết định mà cái hướng dẫn hướng đi mà anh khuyên cho nó. Ok, còn cái hướng đi của thằng mà ở Bình Dương á, đứa học sinh ở Bình Dương á, thì anh khuyên nó mua cái miếng đất, hay là cái không phải là mua miếng đất mà mua cái biệt thự nó xây rồi, nó xây rồi á ở bên Hà Nội á. Ok, như mấy cái biệt thự ở Ocean Park hay là mấy chỗ đó đúng không, cho nó mà sang trọng người á, rồi xong nó muốn qua Mỹ đó, không làm gì làm, nó không cần mướn ra cho ai thuê cho chỉ giữ đó. Tại sao? Tại vì nó biết á, trong cái tinh thần đó bông, nó làm gì làm ở bên Mỹ đó, chiếc xài nó cũng có cái sự an ninh đó, trong tâm nó bông, nó yên tâm á, là nó có nhà cửa Việt Nam rồi. Lỡ mà nó quyết định sai lầm qua Mỹ á, nó sai lầm xong nó mất, nó xài hết tiền đi, tại vì cái chi phí bên Mỹ á rất là cao,
cao hơn á, bên Việt Nam rất là nhiều. Ok, như cái chi phí của anh á, bên Mỹ đó không? Là liền bây giờ đó, có vợ xong có 4 đứa con á, cái chi phí của anh bên Mỹ liền bây giờ ít nhất cũng phải á, $8,000 tới $10,000 một tháng mới nuôi được á, mới sống được cái cuộc sống mà anh có liền bây giờ. Còn á, anh về Việt Nam hay là về Thái Lan anh ở đó không? Thì cái chi phí của anh á, cắt bớt được á, ít nhất cũng 60%, 7 cái chi phí của anh liền bây giờ đó là cỡ 4.000 tới 5.000 một tháng. Ok. Thì đó là anh khuyên nó làm gì. Còn cái đứa mà thứ ba đó ở Quảng Ngãi đó, thì anh khuyên nó không, không có mua đất gì chân á, tại vì á là nó không có đủ khả năng để xây nhà đó, trong vòng 3 năm sau nó mới xây được nhà. Thì đó là mình chỉ chờ 3 năm sau thôi. Ok. Rồi xong rồi đó, anh chia sẻ cái này đó với tụi em đó, để cho tụi em á thấy á, tại vì nhiều khi á tụi em thấy mấy người thành công đó ở ngoài đời đó, mà tụi em á không biết á họ quyết định sao. Cái sự mà quyết định đó, nó rất là quan trọng. Mình phải biết đó, quyết định đó, mình gặp cái trở ngại khó đó, hay là cái vấn đề trong cuộc đời mình đó, mà nó khó khăn đó, mình phải biết đó, là quyết định sao. Thì đó, là anh khuyên tụi em đó, là mình dựa vô đó là cái toán. Nhất là cái vụ tài chính rồi đó, tài chính đó, với kinh doanh rồi đó, là mình dựa vô toán với logic, nó có lý thật không. Còn đó, cái người nào trong gia đình mình hay là cái người khác nói mình đó, quyết định gì không đúng đó, thì đó, mình hỏi họ, ok, đây là cái toán, đây là cái logic mà tôi đưa ra để dựa vô để quyết định cái quyết định này, mà anh chị bà con anh em cha mẹ vợ chồng mà không có đồng ý đó, thì á là tôi mời á anh chị á đưa ra cái bản toán á mà nó có lý hơn, rồi xong tôi sẽ xem thử á, rồi xong rồi mình tôi sẽ chỉnh sửa cái sự quyết định của tôi. Còn á liền bây giờ đó mà bà con anh em cha mẹ vợ chồng mà không có mà đưa ra cái bài toán á mà nó có lý được á, nó hay hơn cái này đó, mà nó có lý hơn cái này đó, thì là không cách nào đó tôi thay đổi cái sự quyết định được hết trơn. Ok. Tại sao á mà trong gia đình của anh á, anh không có để á cha mẹ của anh, bà con anh em, cô chú, không ai ông xui bà xui, vợ của anh á, anh không có để cho người nào á mà ảnh hưởng cái sự quyết định của anh hết trơn á. Tại sao vậy? Tại vì á là họ không có cái tư duy, họ đó giờ họ không có bỏ thời gian ra học á làm tiền sao. Họ không có học á là quyết định á cái sự khó khăn trong cái tài chính sao. Họ nói chứ chưa có học, không có tập luyện, không có kinh nghiệm gì hết trơn á. Bảy cút mà gia đình của anh á nói anh á là đi mua đất hay đi mua đầu tư vô cái này, mua cái này hay trả nợ cái này dùng thằng em, hay là chuột nhà vậy thằng em nó mắc nhà cửa đồ, hay bị mà ngân hàng lấy đồ á, xong rồi phụ anh không có để ý cái gì chẳng á, ok, anh không có để ý cái gì chẳng á. Tại sao vậy? Tại vì á là mình nghe cái người nghèo á đưa cái sự quyết định ra cho mình á, không? Xong rồi mình làm theo đó là mình sẽ nghèo theo như họ. Ok. Em nhớ cái gì nha, cái người nghèo đó như tụi em á, cái tài sản của tụi em đi, thí dụ như em làm cái lương á mà một tháng 20 triệu đi, hay là một tháng đó 10 triệu, 20 triệu hay là gì đi, và xong rồi tụi em á nghĩ rằng á là đây là anh em của mình, hay là đây là bà con anh em của mình, hay là đây là cha mẹ của mình á, và xong rồi họ nói cho mình á, tư vấn cho mình á, mình nên lắng nghe đó không. Anh không có đồng ý cái vấn đề đó. Không phải rằng là anh không có hiếu với cha mẹ của anh hay gia đình của anh, tại vì là họ không có kinh nghiệm. Nó không khác gì là anh đã bị đứt tim hết 3 lần rồi, xong rồi lỡ mà anh đứt tim lần thứ 4 đó không, là anh phải hỏi bác sĩ là ok, bây giờ đó mình cắt tim, cắt cái ngực anh ra, mổ ngực anh ra, rồi xong rồi thay cái đường máu, cắt cái đường máu trong cái chân của anh đó, rồi xong rồi thay vô trong cái đường máu trong cái tim của anh, hay là anh phải cắt cái tim này bỏ rồi xong rồi đi mua cái tim khác của người khác, xong rồi gắn vô trong tim, trong cái bản thân của anh. Thì á là em nghĩ coi á là anh có nên hỏi cha mẹ của anh, hay là bà con anh em của em của anh, hay là anh có nên làm gì không. Thì á tụi em sẽ nói rằng á thì cái đó dĩ nhiên mình đâu có hỏi gia đình mình được anh, tại cái đó là cái chuyện mà tim của anh á, thì mình phải hỏi người bác sĩ, cái người á mà có tài năng, có học hỏi dù cái vấn đề đó, có kinh nghiệm dù vấn đề đó, họ mới phụ anh tài quyết định được chính xác. Ok. Thì á là tụi em mà nói gì đó, lý do tại sao á tới cái lúc mà cái vấn đề, cái lĩnh vực tài chính của tụi em á, cái tiền bạc của tụi em á, nó sẽ phụ cho em thành công hay là thất bại đó không? Tại sao mình đi hỏi cái người mà chưa làm, cái người mà không có học, cái người mà không có kinh nghiệm? Cuối mà anh mới về định cư Việt Nam trong cuối mà 2018 đó, thì gia đình của anh ai cũng nói anh là đừng có thuê chung cư ở quận 7, đừng có thuê tốn tiền đi mua đất, xây nhà, đi làm này nọ. Anh ra Đà Nẵng đó thì người nào cũng kêu anh mà mua đất, đúng không? Mà họ không biết là anh hiểu tài chính, họ không hiểu tài chính. Tại sao vậy? Tại anh đã nghỉ hưu rồi, anh đã làm tiền đủ tiền để nghỉ hưu rồi, họ vẫn còn đi làm. Tụi em hiểu không? Họ vẫn còn đi làm mà họ đi hướng dẫn, muốn hướng dẫn cái người mà đã nghỉ hưu hết mấy năm rồi.
Thì em nghĩ cái đó có lý không? Như em á, vẫn có đi làm á, cái người á mà đang đi làm trong công ty hàng ngày, rồi xong rồi em đã nghỉ hưu rồi, em có đủ tiền để nghỉ hưu rồi, em không cần làm tiền nữa, ok? Thì á, em để cho cái người đó hướng dẫn em vụ tài chính á, vụ tiền bạc đó, em nghĩ cái đó nó có lý hay là không? Thì em nghĩ cái đó nó có lý, có logic hay là không? Thì á, là anh nói gì đó, thì em nhớ cái này nha, cái vấn đề mà anh chia sẻ với tụi em á, là cái thực tế, nó không phải là cái lý thuyết. Mà cái thực tế đó, tại sao nó là thực tế? Tại sao cái lời nói, cái bài học hay là cái kinh nghiệm của anh á, mà anh chia sẻ với tụi em á, anh cứ nói ngoài là nó là cái thực tế, nó không phải là cái lý thuyết. Hai cái nó khác nhau làm sao? Tụi em nhớ nha, cái lý thuyết á, nó không có đụng chạm tới cái cảm xúc của mình. Cái lý thuyết á, nó không bao giờ có cảm xúc nhận. Còn cái thực tế đó, nó có cảm xúc. Tụi em á, mà tránh khỏi, tụi em trốn đó không? Cái cảm xúc đó, xong tụi em nói, Tài mình quyết định cái này không được, anh Tài nói nghe hay lắm, mà em quyết định không được, em ra em nói chuyện với cha mẹ của em hay là vợ con của em, vợ chồng của em á, nó khó lắm, nó đau đớn lắm, nó cảm xúc gì lắm. Ok, thì anh chỉ có một cái câu trả lời thôi hả? Là em sẽ, một á, em sẽ lâu thành công, em sẽ lâu làm giàu. Và xong rồi á, cái thứ hai đó là có thể rằng em thực tình không muốn làm giàu, em thực tình không muốn thành công, cái sự thành công mà em muốn. Em chỉ nói bằng miệng thôi mà cái thực tình đó là em không làm được. Thì á, như năm nay em mà 22, 25, 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi mà em nghe anh nói, mà em nói, ồ, có lý á, anh Tài anh nói có lý á, hay là mà tụi em lớn chút đó không? Bằng tuổi anh á, anh năm nay 50 tuổi rồi. Xong rồi tụi em nói là, thằng Tài này nó nói nghe hay đó, có lý đó. Rồi xong rồi cũng mà tới giờ thực hành á, tụi em á, thấy mà khó thực hành á, tại vì nó đau đớn đó không? Nó sợ á, nó chạm vô cái cảm xúc của người khác đó không? Trong gia đình á, bà con anh em đó không? Thì á là tụi em, anh khuyên tụi em á, gán chịu đòn làm một lần đi. Mình làm một lần nữa, rồi xong cái mình thấy rằng á, là mình không có chết, mình không có nào đi vô nằm bệnh viện, mình vẫn còn ở đây. Mấy thằng mà nó ghét mình thì nó cũng tiếp tục ghét mình, mấy người người ta mến mình thì vẫn còn mến, ta thương mình, nó không có thay đổi gì chăng. Ok, xong mình mất một hai người đó, mình chạm cái cảm xúc của một hai người đó, trung bình á, cái người á mà mình chạm cái cảm xúc của họ đó, đúng không, cái lời nói của mình hay cái hành động mình mới chạm cái cảm xúc của họ đó, thì trung bình cái người đó cũng không có làm giàu được, cũng không có làm khá được. Bởi vì mình quan tâm làm gì? Ok, giống như cái đứa mà học sinh của anh ở Quảng Ngãi á, nó nói rằng á là nó làm gì đó, thì là có mặt mũi nó mua đất gì đó, dù nó biết là nó không có lên giá được, phải chờ 3 năm sau nó mới xây nhà được, mà nó vẫn còn có mặt mũi. Thì anh hỏi nó không, em nghe theo dõi anh ở ngoài, anh nói mình là phải làm cái người đàn ông mạnh mẽ, mình muốn làm thành công sớm chừng nào đó là mình phải làm cái người thành công, một người đàn ông mạnh mẽ sớm chừng nấy. Rồi xong rồi em muốn có mặt mũi với mấy đứa bạn của em, bà con anh em là em đang làm gì đó. Anh nói là cái người đàn ông mạnh mẽ không có ra ngoài đời tốn thời giờ để chinh phục người khác, không có tốn thời giờ đó để xin phép người khác trước khi mình làm việc, mình hành động hay là mình thực hành. Rồi xong sau cuộc mình thực hành xong rồi đó, mình làm việc xong rồi đó, mình sai hay là mình đúng đó, mình không cần sự chấp nhận của người khác để mình tiếp tục làm thêm nữa hay là mình chỉnh sửa. Mình sai lầm là mình chấp nhận là mình sai lầm, rồi xong mình chỉnh sửa ra, mình không cần thằng quỷ nào nó chấp nhận là ê Tài mày sai rồi, mày nên chỉnh sửa, hay là Tài mày sai rồi, mày thất bại rồi, mày nên nghỉ làm. Mày không cần chờ cái đó, vấn đề đó, người đàn ông mạnh mẽ đó không, mày không chờ thằng cặc nào hết trơn á, không cần chờ nhỏ nào hết trơn á. Cú mà tụi em á, 25% cái đài của anh á là tụi em là em gái đó không, tụi em á không có chờ cái sự chấp nhận của thằng nào hết trơn á. Mình lại mình nói chuyện với anh đó, anh trai đó, nó không thương mình á, cậy mẹ đó, mình đi kiếm thằng khác chứ không có mẹ ngồi đó chờ chấp nhận, chờ nó mẹ chấp nhận mình á để thương mến hay là gì chăng á. Nó không thương mình thôi, đi kiếm thằng khác. Ở nước Việt Nam này có 97 triệu người lận, ok, Sài Gòn có mười mấy triệu người đó. Tụi em mà không kiếm được mà bò bịch hay là thằng nào nó thương mình, hay thằng nhỏ nào nó thương mình á, bỏ qua xong đi kiếm thằng khác thôi, chứ không có nói gì chăng. Trên TV anh thấy nhiều đứa mẹ nó quỳ lại nhỏ này, rồi xong nó quỳ lại nó khóc lóc nhiều thằng kia thương nhỏ khác, rồi bá đầu quỷ đúng không? Cái đó là cái người yếu ốm. Tại sao anh biết? Tại vì anh cũng là cái người yếu ốm hồi xưa như vậy. Anh đã làm cái đó hết mấy trăm lần rồi, bởi vì anh biết. Ok, bởi vì tụi em á, như cái thằng mà học sinh của anh á, nó nói rằng là nó có mặt mũi đúng không? Anh nói đó không, em á đã phạm cái luật á người đàn ông mạnh mẽ rồi. Làm sao? Nó nói tại sao vậy? Anh nói tại vì á là em muốn mua đất để chinh phục mấy đứa bạn của em á, là em làm ăn khá, phải không?
em chinh phục bao nhiêu em đã thua rồi. Rồi xong đó em không có tin trong cái bản thân của em không có tin tưởng trong cái bản thân của em. Rồi xong rồi em thấy xin phép tụi nó, ê mày chấp nhận tao được không, mày chấp nhận tao làm quen với tao, mày chấp nhận tao làm bạn được không? Mày không có làm gì, người đàn ông mạnh mẽ không có làm gì, được không? Em cầm kiếm cầm dao vô bỏ súng vô đầu anh á, anh không có chấp nhận, không có xin phép thằng nào hết trơn á. Ok, mình là người đàn ông mạnh mẽ đó không, mình không có làm cái chuyện mà đồ quỷ đó. Ok, thì á anh làm cái video đó không để chia sẻ với tụi em đó, ví dụ anh quyết định sao, sao anh hướng dẫn mấy đứa học sinh của anh sao đó để cho tụi nó quyết định đúng. Nhớ nha, cái vấn đề tài chính á, hết có người nào biết quyết định á, cái số lượng tiền lớn 1 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ đó không? Bởi của mình làm cái gì mà nó liên hệ tới cái số lượng gì đó, mình phải đi kiếm người đó. Họ họ biết á, có kinh nghiệm á, quyết định mấy cái số tiền lớn vậy để cho họ hướng dẫn mình, để cho mình đừng có sai lầm. Mình một cái sai lầm đó bông, nó mất hết mấy năm đó. Bông, như tụi em làm quyết định sai lầm cho 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu đi, thì ở trong vòng tháng, có thể 6 tháng, đúng không? Một năm á, em tỉnh lại được, ngước đầu lên trở lại được. Còn á, tụi em á, mà quyết định á, 1 tỷ sai lầm, 2 tỷ sai lầm, 5 tỷ sai lầm, 10 tỷ sai lầm đi, đúng không? Là cái đó, nó sẽ mất hết mấy chục năm, có thể mấy năm lận. Như anh đó, anh đi chơi lộn bạn bè đó, rồi xong rồi đi liên hệ với ma túy, rồi xong rồi anh vô tù hết 14 năm đó, mất hết mẹ mười mấy năm cuộc đời của anh rồi. Tụi em nghĩ đây, tụi em muốn làm gì không? Anh khuyên tụi em đừng có làm gì. Cái gì mà cái số tiền nó lớn đó, mình kiếm người tư vấn cho mình, đúng cái người mà có đủ kinh nghiệm mà biết hướng dẫn mình được. Còn cái người mà không có số tiền đó, không có bao giờ đó họ hướng dẫn mình được, quyết định được cho đúng hết trơn. Ok. Họ bà con bao nhiêu bà con, họ tình nghĩa bao nhiêu tình nghĩa, họ tình cảm bao nhiêu tình cảm, cái thực tế là họ không có kinh nghiệm được. Tụi em muốn quyết định cho cái số tiền 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ đi, mà cái người đó tình cảm bao nhiêu tình cảm, cảm xúc bao nhiêu cảm xúc, hồi đó giờ họ chưa có kinh nghiệm quyết định cái số tiền đó, hay là có cái số tiền đó trong tay của họ đó không, họ không có tư vấn cho tụi em được. Thì mong rằng cái video này nó phụ cho tụi em mà không có người xung quanh để phụ cho tụi em quyết định sao đó, để cho tụi em hiểu được là học được cái kinh nghiệm mà anh quyết định sao đó cho cái tài chính, rồi xong rồi tụi em áp dụng vô trong cái cuộc đời của tụi em. Ok, cảm ơn tụi em coi cái video này ha. Rồi xong rồi có gì đó anh em mình nói chuyện sau trong cái video khác trong tương lai.